Đừng mất thì giờ vào việc phán xét thiện ác đúng sai. Con nên thận trọng trong việc đánh giá đúng sai, cái đúng, cái sai, cứ để hạ hồi phân giải. Giống như khi trái cây chưa chín, khó kết luận được ngọt chua. Đó là lý do vì sao Chúa nói chớ nên phán xét ai. Đợi đến ngày phán xét cuối cùng mới thật sự biết rõ ai công, ai tội. Phán xét cuối cùng đó chính là sự thể hiện luật nhân quả một cách công bằng và phân minh, mà thường được ví von là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không lọt. Vì chưa thấy hết mọi mặt của sự thật, nên bênh vực ai vô tình chấp nhận luôn mặt xấu của họ, bài xích ai vô tình phủ nhận luôn cái tốt của họ. Nhân vô thập toàn nên đằng sau cái đúng ẩn chứa cái sai, và đằng sau cái sai cũng có cái đúng. Trong dương có âm, trong phúc có họa là lẽ thật rất bình thường. Đừng mất thì giờ phân định việc thị phi cho rành mạch đen trắng, trong khi tất cả đều chỉ là tương đối trong tục đế mà thôi. Cái đúng với người này có thể sai với người khác, cái phải ở chỗ kia có thể trái ở nơi nọ. Cái đang đúng lúc này không hẳn sẽ đúng về sau, vân vân. Những điều con cho là đúng trước đây, bây giờ con lại thấy sai. Nhưng một ngày kia, con thấy nó cũng đúng với trình độ căn cơ của con lúc đó. Hóa ra, tất cả đều sai, mà tất cả cũng đều đúng. Đúng sai chỉ là tương đối và tùy duyên. Một sự kiện chỉ có thể được gọi là đúng khi đúng lúc, đúng chỗ và đúng với bản chất thật của nó. Nên dịch lý gọi đó là thời vị trung chính. Con thích hợp với pháp thầy hướng dẫn không có nghĩa là pháp thầy hay nhất thiên hạ, mà chỉ vì căn duyên con hợp với pháp đó vậy thôi. Thật ra thầy chỉ đúng với những người hữu duyên với thầy, còn với những người không có duyên thì họ vẫn thấy sai. Hơn nữa, dù điều thầy nói đúng với chân thiện mỹ, nhưng nếu ứng dụng không đúng chỗ, không đúng lúc, không đúng căn cơ trình độ của người nghe, người hành thì vẫn sai con ạ. Giống như bác sĩ cho toa thuốc, toa ấy chỉ có giá trị khi trị đúng bệnh. Dùng đúng liều lượng thì một vị thuốc độc vẫn có thể chữa lành bệnh, nhưng không dùng đúng chỗ thì một vị thuốc bổ lắm khi vẫn có thể hại người. Pháp cũng vậy, đúng sai khó lường, nên Phật dạy pháp như thuyền đưa người qua sông, pháp còn phải bỏ, huống chi phi pháp. Vậy tốt nhất là một lòng rỗng lặng sáng trong, thị phi xấu tốt thong dong cõi ngoài, từ bi trí tuệ chẳng hai, mỉm cười chợt ngộ đúng sai thế à. Chúc con sống hồn nhiên như thị với vạn pháp. Thầy Viên Minh, Bửu Long, ngày 30 tháng 10, 2012.